Kiệt Lê Bến Tre xin chào tất cả các bạn. Nay làm được câu nữa các bạn ơi. Gọng này có một đi tư các bạn. Câu này chưa. Mình mới vũ sơ sơ rồi chứ chưa có thấy nữa. Chưa có xong nữa. Mày vũ sơ sơ à. Chưa có hoàn thành. Một cộng gì làm hai đầu luôn các bạn. Em này cứng không ơi. Bé không có công rồi luôn các bạn. Thì những video trước á thì có bạn hỏi mình cái tu mà đục tâm á lấy gì làm, thì mình cũng xin trả lời bạn đã biết là bạn có thể lấy cái mũi khoan á đó, còn mài cái đít này nè, mài nè cho nó nhọn lại làm tu đóng cũng được. Đây là cái mũi Tago bị gãy. Đó, mình tận dụng cái này mài nhọn lại mình làm tu. Hoặc là những mấy cái bạn mà không có đó đó, không có những cái đồ như vậy nè. Những cái dũi này. Đít cái dũi này nè, bạn mài nhọn lại. Bạn làm tu cũng được. hoặc là biết là so các bạn kéo ra cắt khúc nhỏ nhỏ thôi, là so nhỏ nhỏ thì cắt nhỏ nhỏ thôi chừng 3-4 phân gì đó mà nhọn làm tu đóng cũng được. Video trước mình đóng tu á, là mình lấy cái mũi Tago bị gãy á, mình mài nhọn nó mình để mình đóng tâm. Cái cọng dây thép mình đang làm các bạn. Dây thép này là chưa có qua nhiệt nha các bạn. Vì thế còn sống á, mà độ cứng nó cũng có dữ dằn lắm. Cọng này là 1 ly 4, mình làm xong xôi cái mình đi ra tiệm điện nhiệt á, mình trui lại cái là vô cùng cứng luôn. Thép này là chưa qua nhiệt, thấy còn sống á, nhưng mà cái đầu cứng có sẵn rồi cũng dữ dằn thật chứ. Thép này là không qua lửa được, đụng lửa là sẽ cứng. Bạn chỉ cần bạn đốt đỏ lên còn đây nguội rồi là bạn bẻ là gãy cọc 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 liền. Thì các bạn nào mà làm cơ khí ấy, thì các bạn sẽ biết loại thép này, đụng lửa là nó cứng,
chứ không cần trui luôn, chỉ cần đốt đỏ lên để nguội vô là bẻ là gãy cốc 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 liền. Thép này mình chỉ có 3 cộng thôi. Đây 2 cộng. Đây 1 cộng nữa. Nãy giờ mình bẻ được vậy nè các bạn. Mình bẻ bằng cái kiềm cắt nè các bạn. Dây thì nó không có bị cóc nữa rồi. Cộng này 1,4 nha các bạn. Để mình làm đít luôn, khoan lỗ luôn, đi từ khoan lỗ luôn. Cộng này chắc cái bằng lò xo AK quá. Lò xo AK thì mình không có, mình cũng đi kiếm mua nhiều nơi rồi mà không biết chỗ nào bán. Mũi ngạnh này chưa được sắc sảo. Còn đây chưa sao chưa làm nữa mọi người. Cũng tạm được rồi các bạn ơi. Còn mũi ngạnh chưa có sắc sảo chút xíu. Bẻ bằng kềm thì đều rồi, đều dây rồi. Không có bị cóc, không bị sượng. Lưới này nhỏ các bạn ơi. Con dây nhỏ, bẻ đi nhỏ thôi. Mấy cái ngón tay mà để vô cũng hết cái lưỡi câu thôi. Lưỡi nhỏ xíu thôi. Tại vì mình cắt dài dài ra mình làm đít tự hao nha các bạn. Tạm được. Còn mũi ngạnh này còn chưa có sắc sảo gì mấy. Bẻ bằng kìm cũng ngay lắm chứ. Mình bẻ không đó nha các bạn. Mình không có mà lấy búa đập lại nha các bạn.
ngay lắm chứ bộ. Sao cái này rảnh dữ rồi. Cũng ngay quá mà sao kỳ ta. À cái đất này nó bị cong một bên. Chắc cái đất này bị cong một bên quá. Cũng ngay lắm chứ. Thì video này tới đây mình xin kết thúc nha các bạn. Làm thử nghiệm thôi có thành công hay không. Bẻ bằng cây kìm nè các bạn. Vậy thì cũng nói chung là cũng gọi là tạm tạm. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn trong video tiếp theo của Kiệt Lê Bến Tre nha.